Hi. Xin chào mừng tất cả các bạn đã đến kênh YouTube Music Night của mình nha. Thì ở một video lần trước ấy, mình đã review về một sản phẩm, đó là gậy baton 511 Muchin Nazada với giá 480.000. Sản phẩm đó đây. Thì ở video đó thì mình đã quay chi tiết về ngoại quan của sản phẩm và các chi tiết lắp ráp. Thì ở video đấy mình đã nhấn mạnh về cái phần độ dày của phi tip này, thì các bạn đã được trải nghiệm về độ dày của nó. Thì mình trong video đấy mình đã hứa hẹn sẽ làm một video tiếp theo để giới thiệu về uy lực của nó. Thì thực ra cái nội dung này thì mình thấy trên mạng nó rất nhiều những clip đập cờ lê rồi đập gạch các thứ rất nhiều, nhưng mà mình vẫn muốn làm, bởi vì mình phát hiện là một số clip đấy có nhiều chiêu trò mang tính diễn. Thì không biết các bạn có nhận ra không, mình nhìn thấy điều đấy. Chẳng hạn khi ông ấy đập cái gậy xong, ông ấy cắt video, đến lúc quay lại cái gậy để kiểm tra lại cái gậy có làm sao không ấy, thì là một cái gậy khác đấy. Thì nó họ kênh của họ mạnh, kênh họ có nhiều tiền, họ có thu nhập cao, thì họ đầu tư mạnh, họ đầu tư 3-4 cái gậy làm cho một clip chuyện bình thường. Còn nói thật, kênh mình thì hiện tại mới có 60 lượt xem, khi làm clip này mới có 60 lượt đăng ký. Kênh hoàn toàn yếu, kênh chưa bật kiếm tiền, nên là mình làm mang tính chất thứ nhất là bản thân để trải nghiệm, thứ hai là để cho chia sẻ cho tất cả các anh em được biết một cách thực tế chân thực nhất. Thì là mọi người xem mang tính chất vui vẻ đấy nhá, hãy quan tâm đến cây gậy nhiều hơn là đến nhân vật nhá. Thì vì ở clip trước ấy mình chỉ giới thiệu về cây gậy thôi, mà cũng nhận được nhiều những cái comment khá là tiêu cực, nói là làm video về vũ khí nọ kia nghe nó tiêu cực lắm, rồi là có cả những comment khiêu khích nữa. Thì mình không quan tâm những cái comment đấy, mình không bận tâm, mình xóa, mình xin phép được xóa. Thôi vào chủ đề clip này, mình sẽ review một cách chân thực nhất về uy lực của cây gậy này. Trước tiên mình nói thêm là bản thân mình chỉ có một cây gậy duy nhất đấy, tiền đâu mà mua hai cây làm một video. Làm video này mình có được tiền đâu, chỉ là được nhìn các bạn xem, có nhiều lượt xem thì bản thân mình vui thôi. Cái sở thích của mình là thế, mình được làm, được bản thân được trải nghiệm, được chia sẻ cái trải nghiệm đấy cùng tất cả mọi người, nhận lại được cái gì này, có nhiều người xem, nhiều người khen, nhiều người comment tích cực là mình rất là vui, chưa cần cái nguồn thu lại về. Bởi vì kênh này 60 người đăng ký thì sao mà có tiền, các bạn mà am hiểu về YouTube các bạn biết đấy. Thì là nếu mà mình sẽ rất là vui mừng và rất là hạnh phúc nếu như mà sau clip này nhận được nhiều lượt đăng ký và nhiều lượt like, nhiều lượt view, thì thật sự là rất đáng quý. Mình sẽ làm những video về sau chất lượng hơn, để tâm huyết hơn, để không phụ lòng tất cả người xem. Clip này mình sẽ test về uy lực của nó một cách chân thực nhất, mình sẽ không cắt cảnh đấy. Mình chỉ có một chiếc gậy, bản thân mình chưa biết là chẳng hạn khi đập viên gạch đó rồi nó sẽ làm sao, nó có chảy xước, sức mẻ hay là cong veo gì không. Nếu cong veo thì thật là tiếc, mình cũng không có tiền mua cây gậy thứ hai. Chỉ nếu mà clip này thất bại thì chỉ mong nhận được nhiều lượt đăng ký, nhiều lượt ủng hộ để mình làm những clip tiếp theo với những nội dung khác không liên quan đến cây gậy nữa. Đến đấy cây gậy mất rồi, mình sẽ không cắt cảnh, mình sẽ quay cận cảnh, quay một video liền đấy, là hoàn toàn chân thực. Thì mình sẽ test với những thứ gì? Đầu tiên mình sẽ test với gạch. Gạch cái này nhiều clip làm rồi, gạch thì rất là phổ biến, nhưng mà thường mình thấy các ông ấy toàn đập ngói thì nói thật là lấy cái tre đập nó cũng vỡ đấy. Tiếp theo mình chơi đập que tre, vừa nói đến que tre, đập que tre, đập que tre thì thực ra chắc chắn là gậy baton, gậy sắt mà sẽ đập được tre rồi. Cái điều mình cứ muốn đập thử xem nó làm sao. Tiếp theo tiếp sắt, tiếp đập tiếp đấy, cái này nó với chất nhộn, cái này nó với phản ánh thực tế nhất là cái uy lực của cái gậy baton kia đến đâu. Đây là độ dày của cái phi tiếp này, các bạn quan sát này, còn dày hơn cả gậy baton, nhưng cái điều nó làm bằng sắt thông thường thôi, còn cái gậy baton này nó làm bằng sắt cái gì nhỉ? Nói chung là một loại công nghệ cao, ép rất là sắt, rất là chắc, thép rất là chắc, rất là đặc. Thì
lý thuyết là thế, còn đâu uyên được thực sự đến đâu thì các bạn cùng theo dõi video về sau các bạn sẽ biết nhé. Tiếp theo mình sẽ đập một cái gậy gỗ, gậy này nó là cái cán xẻng ấy các bạn ạ. Sau nữa là đập bê tông luôn, đây miếng bê tông luôn, à đấy bê tông nhá. Mong là tính nó đập thì cây gậy cùng nắm là chảy xước thôi chứ không cong beo thì phí thật là tiếc. Thì thực ra từ lúc video lần trước là mình mua cây gậy này, từ đó mình cất nóc tủ chứ chả dùng làm gì cả. Thì thực ra cây gậy này mình mua với mục đích, hai mục đích. Mục đích là mang tính chất tự vệ, nhà chẳng hạn trộm đạo các thứ cũng có khi phải dùng đến, chứ hoàn toàn không những cái ý đồ đi nghịch ngợm đánh nhau, chả đánh được ai cả. Đấy, nên là những cái comment lần trước của các bạn ấy khiến mình thực sự buồn luôn. Thì cái mục đích thứ hai là mình cũng muốn làm một cái video để cho các bạn xem ngày hôm nay đây. Đấy, mình muốn biết được uy lực của nó thế nào, tại thấy trên mạng quảng bá quảng cáo rầm rộ quá, rất nhiều clip của các bạn trẻ về quay về đập gạch các thứ, hôm nay mới có dịp thực hiện bây giờ nhá, để chứng minh rằng cây gậy này hoàn toàn mới. Từ video lần trước thì mình sẽ quay cái thân gậy các bạn xem, hoàn toàn bóng loáng, không có một vết chảy xước. Đây, mình sẽ làm một video liền mạch, không ngắt quãng. Đấy, nhìn chưa, rất thẳng. Đầu thì là rút ra rút vào và đập xuống đất thì nó phải chảy thôi. Đèn đâu mà mua cái gậy thứ hai nếu như cái gậy này gãy. Đấy thì chỉ mong nếu mà thất bại thì nhận được nhiều đợt đăng ký để cho có thêm niềm vui, thêm động lực để làm những clip tiếp theo. Mình sẽ làm clip mang tính chất, mình đề cao tính chân thành. Được rồi, bắt đầu mình đi vào đập nhé. Bây giờ mình đập thử một cái thứ này là cũng nhí nhố thôi, để xem là nó làm sao nhá. Đợi một chút. Một cây tre. Mình sẽ làm một video liền mạch không hề cắt. Đến tre chưa? Gậy đây, bóng loáng nha, chưa chảy xước nha, đút vào rồi, vậy ra này. Đó, cái này thì ra chắc là bẫy nhẹ cái nữa gậy, may sân chưa nõm. Đây sẽ là một cái gậy dốc nhá, xem gậy dốc này sẽ ra làm sao. Mong là đập những cái mày nhỏ này nó không bắn vào màn hình điện thoại. Quay bằng điện thoại chứ có tiền mua camera xịn mà quay đâu. Kênh thì kênh yếu. Làm bao nhiêu video mới được 60 người đăng ký. Mong là clip này sẽ làm thêm được một bước đột phá, để mình có thêm nhiều niềm tin để tiếp tục là niềm đam mê YouTube. Mình coi thường cái gậy này quá nên mình đập nhẹ quá. Đầu mình có vẻ là nó vì nó đường kính tròn nên là nó tuy nó không cứng nhưng mà nó có độ bền. Mình sẽ đập mạnh hơn nha. Giá như nó mà là con dao thì chắc là cũng đất đôi cái gậy dốc này rồi, nhưng mà vì nó chỉ là vật đập thôi nên là nó dập rồi này, đập thôi mà không gãy. Chỉ dập thôi, nói chung là đập cái này chỉ dập thôi. Đấy, bạn nhìn đấy. Tiếp theo cái này vì là gây tò mò, mình thật sự tò mò về khi đập cái này. Mình nghĩ là nên đập gạch trước, gạch yếu hơn, đập gạch trước xem nó làm sao nhá. Mình nhìn thấy những clip trước ấy thì nó đập một viên gạch nó kê cao như thế này thì bảo sao viên gạch dùng cái che đặc đập cũng vỡ. Giờ mình kê thấp thôi,
mình chấp nhận nếu kê như này thì viên gạch nó sẽ đạt được độ cứng hơn, thì mình chấp nhận chỉ gậy khô gậy cũng được, chỉ cần nó chân thực cho các bạn xem là được. Bản thân mình cũng được trải nghiệm, mình chưa từng đập thử bao giờ cả, chỉ xem trên YouTube thôi, không biết là thực tế hay là các bạn ấy khuếch đại lên. Hôm nay mới thật sự được trải nghiệm. Mình chính thức đập đây, các bạn chú ý nhá. Quá tuyệt vời. Không ngờ là đập gạch vỡ là có thật. Bây giờ nha, mình sẽ liền tiếp video hoàn toàn không cắt, cùng kiểm tra xem nó có chảy xước không nha. Đây cái phần mình tiếp xúc với gạch đây. Đấy. Đấy. Có một vết. Rồi, đây, vết này là vết vụn gạch dính vào. Lau đi xem có xước. Hơi xước thôi chứ không hề bị loãng, không hề bị mẻ. Quá tuyệt vời, không ngờ. Thật là không ngờ luôn đấy, mình cũng bất ngờ đấy. Các bạn lần đầu được xem, mình cũng lần đầu được xem một cách thực tế nhất. Quá tuyệt vời. Vì nhiều lần xem bức xúc quá về cái sự không thực tế của những video trước. Họ quay xa, họ quay gần, mỗi lần quay xa quay gần họ cắt. Mình rất là bức xúc, mình không biết thật hay là đùa. Nhưng đến nay mới được trải nghiệm thật sự, bức xúc quá nên mình phải tự làm để mình xem cho nó thực tế. Thì bên cạnh mình xem thì nó cũng buồn, một mình xem buồn, nên là mình sẽ làm cái clip để tất cả mọi người cùng được xem chung cho vui. Tiếp theo nhá, bê tông đi, chơi bê tông cho nó chất nhổn. Thì việc đập được đôi viên gạch ra đồng thời có một cái điểm tựa để kê viên bê tông. Bê tông là cái căng thẳng. Bê tông này thì thực ra bê tông này bê tông xi măng với đá thôi chứ cũng không có sắt. Các bạn cùng chú ý vào màn hình nhá, xem có vỡ không nhá. Vẫn cây gậy này nhá, mình chưa hề đổi nhá. Đây kiểm tra lại vẫn cây gậy này nhá. Quên mất đây là phải để gậy ở giữa màn hình. Rồi. Vẩy lại. Đập này. Các bạn cùng chú ý nhá. Liệu một mình nghĩ là cây gậy vẫn chiến thắng, nhưng không biết là phải đập mấy lần. Không vỡ, căng thẳng luôn. Chết rồi. Liệu gậy thắng hay bê tông thắng? Cũng không vỡ. Ui, viên gạch dưới vỡ này. Khó đấy, thật cả này khó. Cái gậy có vẻ bị tụt vào để mình vẩy lại cho nó chặt. Cái này khó nhỉ. Mình bắt đầu thấy xót xót cái gậy đấy. Tuy là nó bê tông chưa vỡ mà cây gậy vẫn chưa hề một tổn thương gì cả. Không vỡ. Lần cuối cùng nhá. Kiểm tra lại không chi tiết, nó bắn vào điện thoại thì vỡ điện thoại. Rồi, đập phát cuối cùng này. Tuyệt vời bạn ơi, vỡ rồi bạn ơi. Mình nhận ra là tại sao phát thứ ba này nó vỡ. Phát thứ ba mình đập bằng hai tay, hai phát trước mình đập một tay. Hóa ra là hai tay khỏe hơn một tay là có thật. Tiếp theo mình sẽ đập một thứ mà mình nghĩ rằng sẽ không có kết quả, nhưng mà mình vẫn thử. Đó là cái cán chẳng cán cuốc. Cái này khó luôn ấy, vì là gỗ thì nó tính chất là đặc cứng, bởi đặc cứng nên người ta mới làm cán chẳng cán gỗ đúng không.
Mà nếu gỗ so với sắt thì rõ ràng là gỗ sẽ không bằng sắt rồi, nhưng mà cái phi này nó dày như thế này cơ mà. Đấy. À quên, sẽ quay về thân cây gậy sau khi đập đập bê tông sẽ làm sao? Thì thật sự nó tổn thương hơi bị nhiều, nhưng cũng chỉ là xước thôi, xước mất độ bóng loáng thôi chứ hoàn toàn không mẻ, không mẻ thế nào, hơi nhòe. Không hề mẻ nhé, chỉ xước thôi. Bây giờ nhá, mình lấy bị rẻ mình lau đi để xem nào, nó còn bóng loáng thôi nhé. Đấy, đầu đầu không sao cả, chỉ xước thôi, mọi thứ còn nguyên. Về độ thẳng này các bạn, chỉ độ thẳng này vẫn còn thẳng này đấy, thẳng tắp tắp luôn. Còn nốt để nói về còn thẳng hay không thì thực tế này cứ nút được vào thì tức là còn thẳng, các bạn hình dung đi, cứ nút được vào là còn thẳng. Thì mình nút vào các bạn xem nhé, mình sợ đập thì nó bị lún sân. Nút kiểu này đấy, nút được nhé, đấy tức là nó còn thẳng đấy. Vẫn là nói để nguyên đây đi lấy rẻ nào. Lau bằng tất, nhà không có tiền mua rẻ, bởi đấy tất lau rồi giặt lại đi tiếp. Ừ, nghe chừng là nó bị xước xước thật. Nhưng mà nó chỉ là cái đồ tự vệ chứ nó cũng không phải là cái đồ trang sức nên là xước không sao. Đợt tiếp theo mình sẽ đập cây gậy này nha. Các bạn chú ý nha. Liệu có chiến thắng không? Đập hai tay. Vừa nhận ra là đập hai tay khỏe hơn đập một tay nên giờ sẽ đập hai tay. Đập này. Không ăn thua. Không ăn thua số bên Tây. Những cách khác. Nhưng mà thật sự mình kinh hoàng khi vừa nãy nó đập được vỡ viên bê tông, vỡ thậm chí vỡ làm 4 miếng này. Đấy, mình tưởng giỏi lắm vỡ làm đôi hoặc là vỡ một góc bên ngoài chứ không phải vỡ ở giữa, kiểu là vỡ một góc bên ngoài nó bị chấn động nó vỡ vụn ra, không ngờ nó vỡ đúng giữa mà vỡ làm 4 miếng, thế mới kinh khủng, thật sự kinh ngạc luôn. Không ngờ gậy ba toan đập được vỡ bê tông là có thật. Thế thì cũng có thể là những clip của các bạn trên mạng ấy thì là thật, nhưng mỗi tội các bạn ấy này có những cái kỹ năng cắt 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 clip, cắt cảnh xa gần nên là nó mất đi tính xác thực. Mình sẽ đọc tiếp nhé, lần này mong là gãy gãy là gãy cây gậy gỗ nhé chứ không phải gãy ba toan. Tuyệt vời, gãy rồi các bạn ơi, gãy rồi này, gãy 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 quá tuyệt vời. Đập lại cái nữa cho gãy hẳn đi. Tí nữa bắn vào điện thoại nhé. Rồi, kiểm tra. Đập gỗ thì nó không bị bám vụn vào gậy, nhưng mà hình như cũng không có tổn thương gì luôn. Không, không hề tổn thương gì, chỉ có cái vết chày của lúc nãy đập gạch, à đập bê tông. Hoàn toàn còn ngon. Quá tuyệt vời, vui vui, thấy vui vui. Hoặc cũng thể do mình may mắn mình mua được một sản phẩm tốt, cũng có thể có sản phẩm dẻo, sản phẩm dởm, sản phẩm tốt mà có khả năng mình may mắn. Tiếp theo mình sẽ đập thứ này với đặc biệt đây này, tiếp này đập tiếp, sắt này đập sắt. Đấy. Bài này với khó, ca này với khó đỡ này. Mình chỉ sợ là nó nảy bắn vào màn hình điện thoại thôi. Thì kể như mà kênh đã bật kiếm tiền, kênh có đủ điều kiện bật kiếm tiền thì có vỡ điện thoại thì vẫn có tiền mua điện thoại mới. Kênh này mới có 60 người đăng ký khi làm cái clip này.
Mong rằng sau clip này đạt được khoảng 2.000 người đăng ký. Và khoảng 3 tháng sau thì được YouTube phê duyệt và kiếm tiền. Mong cái ước mơ như thế từ lâu rồi mà không thực hiện được. Nhưng mà dù không thực hiện được thì mình cũng vẫn không nản chí, mình vẫn cứ làm YouTube vì những sở thích. Rồi các bạn chú ý nha, bằng sắt thật nhé, nghe tiếng là biết nhé. Đấy thì chắc chắn là gãy, chắc là không gãy, nhưng chắc là mình sẽ làm được nó lõm cái phi này. Cùng quan sát nào, đó. Đóng vào vậy lại cho nó chặt. Nhìn nhá, không có tổn thương. À, lõm 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 lõm, các bạn có nhìn lõm lõm, đấy lõm. Nhưng mà lõm cũng chưa nói nên vấn đề gì, gãy cơ. Gãy được nó vì nào quan trọng. Ủa cái này đã lõm chưa? Cái này không lõm đi nào. Ui, sức mạnh này là quá thật à. Tiếp theo nhá, các bạn cũng quan sát lại nhá. Nõm phát thứ hai, nõm cái nhìn đâu nhỉ, có đấy. Ê, các bạn nhìn nhé, hiện tại nó chưa có nốt nào nhé, sau khi đập nó mới có cái nốt đấy. Hiện tại đang có hai nốt đúng không, mình đập phát nữa sẽ ra nốt thứ ba này. Nốt này hoàn toàn không có sẵn nhé, mình làm video lúc nào mình cũng đề cao tính chân thực, thấy cái gì mà sơ hở mà thiếu chân thực thì mình sẽ chứng minh lại các bạn xem. Hiện tại các bạn đang thấy hai nốt lõm đúng không? Mình đập phát này sẽ thành ba nốt này. Và cái gậy vẫn không nốt này. Được chưa? Ba nốt nhá. Đấy. 2 3 1 2 3. Mình làm clip ở ngoài trời nắng lắm nên là cũng khó nhìn quá, toàn làm theo quán tính thôi. Chúc nó vào bóng tối mình sẽ duyệt lại clip này. Thì chốt hạ là cây gậy ba to này không đập gãy được cái cây tiếp kia, nhưng nó làm được cây tiếp bị lõm, còn bản thân nó hoàn toàn không hề gì, chỉ có một vài vết bẩn của đập gạch vừa nãy thôi. Và xước thôi, như mình nói rồi thì nó là không phải là vật trang sức nên là xước cũng không sao, cứng và uy lực là được rồi. Tiếp theo là đập cái gì? À, mình đến đây mình nhận ra là mình đập xong hết những thứ mình vừa giới thiệu các bạn rồi. Đấy thì không biết là cái clip này đã đủ chân thực để giải tỏa được cái sự nghi vấn về uy lực của nó tới các bạn chưa? Còn với mình thì đây cũng là lần đầu mình được chứng kiến một cách chân thực nhất, thì mình cảm thấy quá thỏa mãn. Mình hoàn toàn thuyết phục, bị thuyết phục bởi sức mạnh của nó. Các bạn được xem một clip này, mình nghĩ rằng là clip này là clip chân thực nhất. Mình vẫn cứ phải nhắc đi những lại từ chân thực, vì mình làm một video liền, không hề cắt. Bản thân mình cũng được trải nghiệm lần đầu, từ đầu đến cuối. Nhưng các bạn không được bằng mình cái nào, không được sờ vào nó để biết rằng nó còn độ trơn bóng không, thì nói thật là vẫn còn trơn bóng, à vẫn còn trơn nhưng không còn bóng, vẫn trơn luôn, không hề sần nhưng không còn bóng, không hề cong, cái quan trọng không cong, vẫn đút ra đút vào được. Đấy, à mình nói thêm một số bạn, rất nhiều mọi người biết rồi mà vẫn còn một số bạn khả năng là cũng chưa được biết đến sản phẩm này lần nào. Đây biết đâu video lần đầu các bạn tình cờ được xem. Thì cái sản phẩm này, cái nút nút bấm nó ra ở chỗ nào thì xin thưa các bạn là nó không có nút nhé. Mình mở ra bằng cơ chế vẩy, vẩy như thế này. Đấy, vẩy nó ra mà đút vào thì đập xuống đất.
thì đập khi mà đã vào rồi sóc thoải mái không ra, chỉ có vẩy một lực mạnh thì nó mới ra thôi. Nên là các bạn không sợ là cái vẩy ra được thì chắc là cầm cứ tuột ra tuột vào, khi đập trộm thì đập cướp thì nó cứ tuột ra tuột vào thế thì chết. Nên là chắc chắn rằng để vẩy mạnh nó mới ra. Đây. Đấy. Thì như mình nghĩ nếu mình là người xem clip này thì mình đến đây mình không còn thắc mắc gì cả. Mình chỉ cần muốn biết một đường link để mua sản phẩm này thôi. Thì sản phẩm này nếu ai có yêu cầu muốn biết đường link thì comment bên dưới mình sẽ gửi đường link cho nhé. Mình không hề quảng cáo, chỉ là mình mua được một sản phẩm tốt thì mình muốn chia sẻ cho mọi người cùng mua thôi. Thì sản phẩm này là của công ty thì mình chẳng liên quan đến công ty. Nếu bảo sản phẩm của một cá nhân nào bán thì mình nghĩ là quảng cáo đấy, của công ty chả liên quan, họ cũng chẳng trả phí gì cho mình cả, họ cũng chẳng giúp cho kênh mình được 2.000 người đăng ký, mà chỉ có các bạn giúp mình thôi. Thì rất mong là sự chân thực của clip này sẽ thuyết phục được các bạn, nhận được sự yêu quý của các bạn, các bạn đã comment nhiều và đăng ký nhiều giúp mình nhé. Mình sẽ không phụ lòng những cái sự đáp trả tích cực đấy của các bạn. Mình sẽ làm nhiều clip tiếp theo luôn luôn đề cao tính chân thực và mình sẽ đầu tư nhiều hơn. Xin cảm ơn và xin chúc các bạn một ngày mới vui vẻ nhé. Mình đang quay vào một buổi sáng sớm, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Xin chào, hẹn gặp lại nha.